Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Bằng TV. Trên tay mình là chiếc Samsung Galaxy Note 3 nha các bạn. Thì chiếc điện thoại này nó sản xuất cũng được rất là lâu rồi. Hiện tại thì em nó chạy phiên bản Android là 4.4. Với phiên bản Android này thì mình sẽ không có cài đặt được nhiều những ứng dụng mà họ cập nhật cho Android được cao. Nói chung thì cũng chỉ để dùng chữ trái thôi các bạn. Bây giờ mình sẽ vào thử một số cái ứng dụng cơ bản cũng như là game nhẹ để xem em nó còn hoạt động tốt không nha. Đầu tiên thì mình sẽ thử với Facebook. Facebook Live thì hoạt động rất là mượt mà, không có gì phải bàn hết các bạn. Nói chung là rất là mượt. Ok. Vì chiếc điện thoại này nó chạy Android rất là thấp cho nên không thể nào coi được YouTube cài đặt từ CS Play, mà mình sẽ phải thay thế bằng cái ứng dụng PooTuber. Đó, sẽ phải coi bằng cái ứng dụng này. Với chế độ 720p thì mình thấy nó load khá chậm, cho nên mình sẽ chỉnh xuống 480 để xem là nó có đỡ hơn không. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra để kiểm tra xem nó có đúng không nha. Mình nghĩ là do cái ứng dụng này các bạn ơi. Mình nghĩ là do ứng dụng chứ không phải là do cái đường truyền internet của nhà mình. Đây là cổng kết. Để mình xem thử YouTube trên web nó chạy có mượt không. Phần dành cho trẻ. Trẻ nha. Nghe nhạc này. Bây giờ mình sẽ đi qua từng mục luôn nha. Rồi, ok. Có nghĩa là cái app PooTuber nó có vấn đề nha các bạn, chứ không phải là do internet của mình. Rồi, xem YouTube trên web thì cũng rất là mượt. Còn các bạn mà muốn xem trên cái app YouTube đó, thì các bạn phải cài một cái app YouTube khác mà dành cho cái Android 4.4. Có nghĩa là một cái app bên thứ ba nó phát triển. Rồi, mình cũng quên test cái camera luôn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ thử luôn. Ok, camera trước rất là đẹp luôn. Đó, phòng mình thiếu sáng nha các bạn. Chụp như vậy thì mình nghĩ là cũng ổn ở cái phân khúc điện thoại cổ. Camera sau thì cũng tạm được thôi. Nó hơi cái màu nó hơi nhạt một xíu. Cái này hậu kỳ vẫn ok. Đó, nói chung mọi thứ chỉ ở mức ổn nha các bạn, chứ không có đẹp nhiều. Rồi tiếp theo mình, à quên, con này nó có cái bút nè. Đây, cái bút này thì mình có thể ghi chú hoặc là vẽ. Đây, rất là mượt luôn. Đó. Tiếp theo mình sẽ thử TikTok đi ha. TikTok thì tạm được thôi, chứ cũng không có mượt đâu. Tiếp theo mình sẽ chơi thử một tựa game nhẹ thôi, Temple Run. Rồi ok, nói chung với một chiếc điện thoại cổ, cái Android cũ thì mình cũng chỉ có thể sử dụng được những cái tác vụ cơ bản như là ứng dụng TikTok, YouTube, chơi một vài tựa game nhẹ, nghe gọi thì ok.
Còn hai tựa game nặng này thì mình cũng chưa thử là nó có chơi được hay không. Cho nên mình sẽ chơi thử Liên Quân và Free Fire cho cái clip sau nha các bạn. Còn clip ngày hôm nay mình cũng chỉ thử vào mấy cái ứng dụng với game nhẹ thôi. Rồi, nếu các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên cho mình một like và một subscribe nha. Còn bây giờ hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video lần sau. Bye bye, see you again.